Một con lươn sói cỡ lớn dù đầu đã bị cắt lìa khỏi thân, tuy nhiên khi lon nước kề ngay miệng, nó vẫn dễ dàng cắn nát. Lươn sói là sinh vật biển có bộ hàm cực khỏe, giúp chúng dễ dàng nghiền nát nhiều vật cứng. Sở dĩ loài này có tên gọi lươn sói bởi hình dáng kỳ lạ của chúng, phần đầu giống cho sói và phần thân giống lươn. Món khoái khẩu của loài sinh vật kỳ dị này là cua và nhím biển. Chúng không phải là loài hung dữ, những con non thường sống gần mặt nước biển trong 2 năm kể từ khi được sinh ra.